Vâng, giới thiệu đến tất cả các bác một trong những dòng micro cực kỳ là đắt tiền. Một trong những micro mà tất cả các bác chúng ta đang mong muốn sở hữu một bộ micro như thế này. Và đó chính là thương hiệu Bayer Veres BS909 các bác nhá Dòng này có cái điểm gì đặc biệt mà rất nhiều các bác đang bán ra hàng bãi, hàng cũ, hàng đã qua sử dụng. Mà với mức giá tầm khoảng 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 4 triệu một bộ các bác nhỉ. Thì ngày hôm nay em hiền về chỉ duy nhất được một phòng thôi. Đấy, và thế hệ của nó là đời 2020, 2021 là một trong những cực phẩm được kết hợp giữa nhà máy của BBS và nhà máy Bayervia, hai bên kết hợp lại và sản xuất một cái mã là Bayervia BS909 và tất cả các bác chúng ta ai là những người hiểu biết về dòng sản phẩm này, các bác ai là những người đã từng trải qua và ai là những người đã từng trải nghiệm thì các bác rất là khoái đối với bộ micro Bayervia BS909 này các bác nhá. Em sẽ làm một cái video rất là ngắn gọn và tất cả các bác chúng ta cố gắng nán lại một đôi chút. Đấy, và rất nhiều các bác hỏi là Bayer 909 nó là cái gì mà Cao Hiền lại giới thiệu là nó nằm ở cái tầm hot như vậy. Thì bây giờ em Hiền sẽ giới thiệu và review cụ thể để tất cả các bác chúng ta cùng được biết các bác nhá. Đây chính là bề mặt của nó đây các bác ơi. Đây, Buyer một chiếc logo nổi này. Đấy, và BS909 nó cũng là một chiếc logo nổi các bác này trên đầu thu này thì rất nhiều các bác bảo là cái cách hiển thị của nó có giống như bay ơ hay không thì em nói luôn là nó giống bay ơ nhưng mà ruột của nó thì lại là à, một trong những phân khúc kết hợp giữa bbs và bay ơ đấy và một cái sản phẩm kỷ niệm một cái sản phẩm được liên kết giữa hai hãng mic và các bác có thể nhìn thấy đây chính là những chiếc tay mà em hiền cũng đã cho anh em thọ dọn dẹp vệ sinh và lau chùi rất là sạch sẽ rồi và đương nhiên trong quá trình À, những bộ micro đã qua sử dụng thì không tránh khỏi những cái việc nó bị bạc màu sơn, nó bị xước sát, à, thì anh em thợ phải bỏ ra để tuốt tát, để vệ sinh, để lau chùi và sau đó à, phủ một lớp nano 4k. Dòng này của nó là dòng đuôi chuột và à, các bác có thể nhìn thấy đây không ạ? Đấy, dòng này là một trong những dòng micro à, Biovia, nó có một cái côn của nó có thể tháo rời được đó nhá. Đấy, dòng này của nó là dòng côn lụa, tiếng cực kỳ hay, chi tiết và chất lượng luôn các bác ạ. Các bác ơi, các bác nhìn này bên dưới và bên trên của chiếc côn nó đều có một chiếc giòn cao su ở đây các bác này giòn cao su này và chiếc giòn cao su này nó sẽ hỗ trợ cho cái việc là nó chống ẩm đấy chống bị uh, nước vào trong cái bộ micro này và chiếc uh, micro này nó có uh, một cái côn uh, bằng lụa và bên trong thì nó có một cái hệ thống chân tiếp xúc là bốn chân các bác nhá tiếp xúc giữa chân mát và chân uh, uh, dương Đó, và các bác có thể nhìn thấy con này của nó còn cực kỳ là mới luôn các bác ạ. Dòng này của nó là một trong những sản phẩm cực kỳ cao cấp đấy, Được uh, phối kết hợp giữa nhà máy uh, Biovia của Đài Loan Và một cái thương hiệu BBS của Đức Và nó cho ra một sản phẩm đấy bản kỷ niệm Và dòng này thì tất cả các bác chúng ta ai là những người đã trải nghiệm rồi các bác đã biết Và với con này thì uh, nó là một trong những dòng cao cấp Và giá mới của nó có thể lên đến tầm khoảng 10 triệu hơn 10 triệu một bộ các bạn Không hề rẻ một chút nào Và rất nhiều các bác đang bán bản 909 và bản 990 này À, với mức giá giao động cứ tầm khoảng từ 3 triệu cho đến 4 triệu đấy thậm chí có bác bán lên đến 4 triệu rưỡi và ở đây em sẽ cho các bác hai sự lựa chọn nha một là cái lưới dọ của nó là màu à, hợp kim inlock hai là lưới của nó là lưới màu đen các bác nhá hợp kim nhưng mà nó lại là lưới màu đen anh em ai thích lưới lưới màu đen thì các bác lấy lưới màu đen và các bác thích lấy lưới dọ à, hợp kim lốc thì các bác lấy cho em à, bộ à, micro này và chất âm của con này thì phải dùng hai từ là cực kỳ chi tiết đấy sóng sánh của nó thì cực kỳ đã luôn và cho các bác xem qua à, lý do tại sao một số dòng thì các bác à, vẫn bảo là à, cái dòng này của nó tại sao lại là dòng cao cấp đấy rất nhiều các bác bảo là con này của nó trông cảm giác linh kiện của nó là nó thô sơ nhưng mà em nói luôn là dòng này của nó dòng đòi cao cấp rồi các bác ạ nó có hệ thống chip giải mã dsb đấy một số bác bảo là À, nếu mà chúng tôi mua vang những cái dòng vang shiso tại sao lại không có ruột Đấy, các bác à, vẫn có một cái câu là à, dòng à, vang shiso tại sao lại như vậy Ê, dòng này nó cũng vậy Đấy, nhưng mà con này của nó đết là từ được à, bảo hành vào tháng 7 năm 2020 các bác ạ Đấy, và đưa vào sử dụng năm 2021 năm 2022 và dòng này thì em cam kết cho các bác là hàng chính hãng xịn 100% luôn các bác nhá. Đấy sóng của nó có thể ổn định cho các bác tầm khoảng từ 50 cho đến à, mà 6 70 m, thậm chí là ở những không gian rộng đấy, thì nó có thể lên đến tầm khoảng cả 100 m luôn các bác nhá. mặt mũi của nó thì khá là đẹp, thiết kế rất là trang hoàng, đấy, rất là tế nhị và ở bên phía giữa thì nó sẽ có một cái kính à, hình hạt xoài các bạn kính hình hạt xoài. Và bây giờ để không để cho các bác phải chọn đợi lâu thì có con là bên trên này, nó sẽ hiển thị là bay các bác này. Đấy, có con thì nó hiển thị là BBS đấy, Tùy theo Đấy bởi vì dòng này của nó được liên kết giữa hai nhà máy Biovia và BBS Nó sản xuất ra cái bản kỷ niệm đó bác ạ. Sóng sánh rất là tốt, chất âm cực kỳ đẳng cấp và các bác có thể nghe qua nhé à, Vâng, bây giờ, bây giờ thì em sẽ thấy tiếng cho tất cả các bác chúng ta được nghe nhé 6, 7, 1, 2, 2, 6, 6, 7, 7 Tiếng nó phê lắm các bác ạ, tiếng nó phê kinh khủng luôn Đấy, Và với coi như một bộ micro như thế này đó là dòng micro cao cấp giá mới các bác có thể bỏ ra đến tầm khoảng chục triệu để tất cả các bác chúng ta mua những bộ micro với thương hiệu là Biovia BS909 này một trong những sản phẩm cực kỳ là hot và cực kỳ là đắt tiền đang được bán ra tại thị trường Việt Nam và đây là những cái hàng đã qua sử dụng các bác nhé các bác nghe lại nhé 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Đây, qua dòng này của nó thì nó thật các bác là nó cũng rất là ít thú dít luôn một trong những sản phẩm được À, gọi là bản kỷ niệm đấy rất là hiếm có ruột gan của nó cực kỳ là mới và đặc biệt là con này của nó trên tay mic nó lại còn có cả mắt thần tức là cầm mắt ir trong quá trình các bác sử dụng mà không may nó bị mất tần số các bác ạ đấy, thì các bác chỉ cần ấn vào nút uh, set đây đấy, thì nó sẽ ra cho các bác một cái chế độ là quét ir các bác chỉ cần quay cái màn hình tay mic này vào cái chỗ mắt thần đây đây là mắt thần các bác nhá thì nó sẽ tự động nó nhận các bác ạ rất là nhanh và rất là gọn nhẹ đấy, đuôi chuột ruột gan còn mới cứng luôn các bác ạ mới cứng luôn và với sản phẩm này, bình thường tất cả anh em đang bán ra với mức giá giao động cứ tầm khoảng 3 cho đến 4 triệu là hàng đã qua sử dụng, còn hàng mới thì nếu mà hàng chính hãng, hàng xịn thì giá nó cũng rất là đắt đỏ quá nhá. Anh em có thể mua về đi làm show, đi làm sự kiện, lắp phòng hát hoặc là chơi gia đình thì các bác sẽ trải nghiệm được một cái thực tế là đây chính là một cái dòng micro cao cấp này của hãng Bayer Đấy BS909 là cực kỳ là hiếm có. Các bạn không phải lúc nào các bác cũng mua được đâu. Đấy, một bản kỷ niệm được kết hợp giữa hai nhà máy Bayer và BBS Anh em ai có nhu cầu Em chỉ để cho các bác với mức giá là 2 triệu 500 nghìn đồng Và tặng thêm cho các bác một bộ pin sang Với mức giá này thì các bác cứ cảm nhận đi Các bác cứ nghe thử đi Các bác cứ xem thật kỹ đi Và sau đó các bác nếu mà kết Thì các anh em có thể gọi điện qua số điện thoại là 0936 118 558 Để chốt bộ micro này các bác nhé Cho các bác ngó lại với chiếc đầu thu Biovia 909 này, một trong những bản cao cấp đấy cực hiếm có tại thị trường Việt Nam. Xin chào tất cả anh em nhé. Và các bác xem video nhớ cho em mình xin một like, một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo.